Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung liên tiếp cập bờ mang những khoang đầy cá. Chuyến đầu tiên của năm mới đã trúng lớn, lọc biển nên ngư dân rất phấn khởi và kỳ vọng một năm nhiều thành công. Liên tục trong những ngày gần đây, hàng chục tàu thuyền từ các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã trở về cập cảng Thọ Quang để cung cấp hải sản cho thị trường. Trong chuyến biển đầu tiên của năm Tân Sửu, nhiều tàu trúng lớn khi khai thác được nhiều loại cá có giá trị cao. Lọc biển đầu năm không chỉ mang tới niềm vui mà còn là tín hiệu khởi đầu cho một năm đánh bắt thuận lợi. Thông tin nhiều tàu thuyền trúng lớn trong những ngày đầu năm mới đang tạo động lực vươn khơi cho ngư dân tại khu vực miền Trung. Và trong những ngày đầu năm này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những tàu thuyền lại tất bật được chuẩn bị cho chuyến ra khơi.